Bộ Công an vừa tổ chức hội nghị giao ban trực tuyến đầu xuân đến công an các đơn vị địa phương để đánh giá tình hình kết quả công tác bảo đảm an ninh trật tự Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024 và triển khai những nhiệm vụ công tác trọng tâm sau Tết. Theo báo cáo của Bộ Công an, trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024, công an các đơn vị địa phương đã triển khai đồng bộ lực lượng, phương tiện đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn các hoạt động thăm, chúc Tết của lãnh đạo Đảng, nhà nước, các mục tiêu trọng điểm về kinh tế, chính trị, quốc phòng, an ninh. Các hoạt động chính trị, xã hội, văn hóa quan trọng trong dịp Tết, nhất là trong đêm giao thừa, tăng cường công tác bảo đảm an ninh mạng, an ninh chính trị nội bộ, an ninh kinh tế, an ninh xã hội, an ninh tại các địa bàn trọng điểm, kịp thời phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn từ sớm, từ cơ sở, đặc biệt điều tra làm rõ 100% các vụ án đặc biệt nghiêm trọng, vụ án dư luận xã hội quan tâm, đảm bảo an toàn các cơ sở giam giữ. Trong dịp Tết, đã khởi tố 507 vụ, 820 bị can, bắt 358 vụ, 1.252 đối tượng đánh bạc, phát hiện bắt giữ 657 vụ, 697 đối tượng sản xuất, mua bán, vận chuyển, tàn trữ và sử dụng pháo trái phép. Phát biểu tại hội nghị, thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Bộ trưởng Tô Lâm gửi tới các đồng chí lãnh đạo Bộ, các đồng chí tướng lĩnh, sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ, cán bộ nhân viên toàn lực lượng Công an Nhân dân cùng gia đình lời thăm hỏi, lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Chúc lực lượng Công an Nhân dân tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang, vì nước quên thân, vì dân phục vụ, hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước, Nhân dân và ngành Công an đã tin tưởng giao phó. Chỉ đạo một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, Bộ trưởng Tô Lâm yêu cầu Công an các đơn vị địa phương phát huy kết quả đã đạt được, tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các chỉ đạo của Trung ương, Chính phủ, Bộ Công an và các nhiệm vụ công tác công an để tạo được những bước đột phá, tạo đà cho năm 2024. Đồng thời, Thủ trưởng Công an các đơn vị địa phương quán triệt tinh thần quyết tâm, nỗ lực thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ mà Bộ đã đặt ra ngay từ đầu năm, tập trung thực hiện những công tác trọng điểm, cấp bách, triển khai ngay các nhiệm vụ của đề án 06, kế hoạch chuyển đổi số năm 2024 của Bộ Công an, đảm bảo trật tự, an toàn giao thông, chủ động triển khai các phương án phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại các địa điểm diễn ra lễ hội, đền chùa, nơi tập trung đông người, đảm bảo người dân vui xuân an toàn.